Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đã tiến hành ký hợp đồng thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng qua hệ thống bưu điện. Chương trình mới được triển khai từ ngày hôm qua 1 tháng 12. Với mạng lưới hơn 13.000 điểm phục vụ bưu điện rộng khắp trên toàn quốc và riêng tại thành phố Hồ Chí Minh gần 200 điểm, việc thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng qua hệ thống bưu điện sẽ mang lại nhiều tiện ích cho người dân. Đây là một cái hướng phát triển vì trong năm 2014 thì chúng tôi đã phát triển coi như gần phủ kín hết tất cả các cái cơ quan ban ngành cũng như là quận huyện, đã giúp được người dân thuận tiện nhiều nhất trong vấn đề mà phải giao dịch với các cơ quan hành chính công. Riêng cá nhân tôi thì tôi thấy là lúc ra đây giao dịch thì rất là niềm nở với khách hàng, rồi cũng giải quyết rất là nhanh chóng. Bên cạnh đó, tại bưu điện, người dân còn có thể đóng các loại hóa đơn khác như tiền điện, tiền nước, điện thoại, internet, di động, truyền hình cáp, vé tàu hỏa, phí cấp visa.